Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ trở lại chủ video chia sẻ đến một số bạn, một số anh em về những cái vấn đề liên quan đến bộ nồi xe máy nha các bạn, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết khi bộ nồi của mình có vấn đề cũng như trục trặc hoặc là hư hỏng, để các bạn nhận biết được, để các bạn có thể là kịp thời khắc phục để cho nói cái xe nó bền hơn nha các bạn. Thì trước khi mà đi vào cái nội dung video ngày hôm nay thì rất mong được sự đóng góp cũng như sự thông cảm của một số anh em là thầy thợ khi xem cái video của mình, thì rất mong được sự góp ý của các bạn, vì mình xác định mình chưa từng qua một cái lớp đào tạo nghề sửa xe nào hết. Cái này là chỉ chủ yếu là mình mê xe, đam mê xe, và mình thường xuyên mình tìm tòi, mình học hỏi, và sau đó mình chia sẻ đến một số bạn, một số anh em là không biết về vấn đề xe máy nha các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ á mình sẽ nói về cái phần đầu tiên, đó là về cái bộ nồi này nè các bạn. Thì cái bộ nồi này là cái bộ nồi của chiếc quay RXX của đứa em đến từ Đồng Nai nha các bạn. Thì của em Hậu, thì cái bộ nồi á các bạn, khi em ấy ủng hộ cái dòng nhớt Wonder Petrol bên mình á, và em ấy đã nhờ mình mua dùm full một cái nồi, bộ nồi mới để em ấy lắp vào xe của em ấy, và sau đó là em ấy cho lại cái bộ nồi xe mình. Bộ nồi này nè các bạn, cho mình để làm clip cũng như mình sẽ kiểm tra lại coi mình có khắc phục được, sử dụng được hay là không ha. Rồi, qua cái video này anh xin cảm ơn em luôn nha Hậu, và anh cho anh xin vài lời cảm nhận sau khi em thay nguyên một cái bộ full nồi mới, chạy nó như thế nào trong cái xe em hiện tại ha. Rồi, ok, thì trước tiên bây giờ mình sẽ nói về những cái dấu hiệu mà anh em mình thường hay phát hiện để khắc phục chiếc xe mình về cái vấn đề bộ nồi nó hư hỏng nha các bạn. Thì đối với cái bộ nồi là con ly hợp của một chiếc xe, thì sau một thời gian sử dụng thì các bạn sẽ phát hiện được những cái trường hợp như thế này nha các bạn. Cái thứ nhất mà thường anh em mình thường hay gặp nhiều nhất, đó là về hiện tượng là bị rung rằng xe, cũng như là bị sốc khi các bạn rồ ga, và có một cái cảm giác tạo cho xe của mình hơi bị ầy nha các bạn. Và một cái dấu hiệu nữa đó là bị giọng nồi, tức là xe của mình nó giọng lên kinh ha. Thì đó cũng là dấu hiệu. Và cái dấu hiệu nữa là các bạn sẽ phát hiện được là xe mình khó vào số. Và cái nữa đó là cái về cái việc là bộ nồi của các bạn bị hú, thì sau một thời gian á các bạn sử dụng thì nó sẽ bị bào mòn cũng như mài mòn, do đó là nó sẽ phát ra những cái âm thanh cũng như là cái biểu hiện cho các bạn nhận biết được ha. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ ngồi phía sau màn hình để mình nói về cái bộ nồi này, cũng như lý giải cho một số bạn, một số anh em xem tham khảo về những cái dấu hiệu đó và cách khắc phục ra làm sao nha các bạn. Rồi, xin mời tất cả các bạn. Rồi, ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Mình sẽ nói đơn giản về cái phần là cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của một bộ con, hay còn gọi là bố nồi ly hợp. Thì đây là cái bộ con tự động nha các bạn. Thì đối với một cái phần bố cấu tạo thì nó gồm hai bộ phận, đó là con trước và con sau, hay còn gọi là bố nồi trước, bố nồi sau. Thì bên tay phải của mình đây là cái bộ con ở trước nè, ở đây là phần bố nồi sau nè nha các bạn. Thì ở cái phần mình sẽ nói về cái bộ phận là con của cái nồi trước á, thì nó bao gồm cái bộ phận này người ta gọi là cái chuông ha. Đây, còn đây là cái bộ phận bố ba càng nha các bạn. Rồi, ok, nó thiết kế giống vậy đó các bạn. Rồi, ở phần sau, bố nồi sau thì nó gồm như thế này, một cụm như thế này. Này là đế nhôm nè. Ở trong phần này là gồm có những cái lá bố và lá sắt để nó tách chuyển động với nhau ha. Nó đơn giản bấy nhiêu đi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần bên trong. Thì bộ con nó sẽ hoạt động như thế này. Bộ con tự động, cái này là của Honda nha các bạn. Honda thì nó thiết kế giống như thế này, còn Gia thì thiết kế khác. Thì đối với phần con trước thì cái bộ phận này sẽ bắt trực tiếp vào cốt trên ha. Thì khi mà cái máy của mình đến một cái tua nhất định, ba càng này các bạn, nó sẽ bung ra ngoài để nó bám vào cái thành chuông này, để nó sẽ tạo thành một khối liên kết như thế này. Và sau đó nó sẽ hoạt động, nó sẽ kéo, nó kéo như thế này ha. Nó kéo gài vô cái phần nhông mình đây, rồi nó kéo cái nồi sau. Rồi,
Thì ở cái phần nồi sau thì đây bộ phận này các bạn, tại vì ở đây có bốn cái lò xo nó giữ mấy lá bố nè. Đây phần cốt này thì ở trong phần này thì được bắt thẳng vô cây cốt số ha, nó tạo thành khói như vậy thì nó sẽ kéo được cái nồi sau. Thì nguyên lý hoạt động nó đơn giản vậy đó các bạn. Còn các bạn muốn sâu, muốn tìm hiểu sâu nữa thì các bạn có thể tìm một số video của anh em mà chia sẻ một cụ thể thực tế đó, các bạn xem thêm ha. Mình chỉ nói đơn giản bấy nhiêu thôi để cho các bạn hiểu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói về cái phần mà đầu tiên mà anh em mình thường hay phát hiện, cũng như là trong trường hợp xe mới quăng bị, đó là về cái biểu hiện đầu tiên của một cái bộ bố nồi nó không im. Đó là hiện tượng anh em thường hay gặp nhiều nhất, đó là cái phần chạy nó bị rung rằng cũng như là nó bị sốc nha các bạn. Thì ở cái phần mà bị rung rằng đó, hay là các bạn mà bị sốc khi đi lên ga nhỏ đó, khi bạn các bạn tăng ga nhẹ nhẹ lên như thế này nè thì nó bị sốc giật giật giật, nhưng mà khi mà các bạn anh em mình lên ga lớn thì nó không còn giật nữa, nó chạy rất im. Thì nguyên nhân do đâu các bạn? Đó là nguyên nhân do cái phần con trước này nè các bạn. Thì ở cái phần con trước á, bây giờ mình sẽ nói cái từ mà bị xe mình bị rằng trước, tức là bị rung đó các bạn. Bị rung là do đâu? Là do như thế này nè các bạn. Rung là do là cái khoảng hở, cái khoảng hở cái bố ba càng này nè, đến cái thành chu này nó sẽ có một cái khoảng hở nhất định nha các bạn. Thì cái khoảng hở này mà nó quá gần, nó gần đi nha các bạn, thì khi mà các bạn vặn ga lên thì nó bắt, tức có nghĩa là nó bắt quá sớm. Mà nó bắt quá sớm thì cái độ mà tì lực vào ở trên thành chu này nè các bạn, khi các bạn đi ga vặn mà ga cao đó thì ba cái lực thắng của cái lò xo ba càng bên trong nó chưa đủ cái lực chịu, do đó là nó cứ nhảy cà sật như vậy, thì nó dẫn đến cái hiện tượng là rung rằng nha các bạn. Rồi cái đó là do là hiện tượng bắt quá sớm thôi. Rồi đến một cái phần mình sẽ nói, đó là về cái việc mà anh em mình thấy sốc mà giật đó. Thì trở lại là cái phần hở của cái bố ba càng này nè các bạn, nó hở vượt tiêu chuẩn. Do đó khi mà ở cái đờ tua thấp, khi mình tăng ga lên thì cái bố ba càng này nó bung chưa tới, do đó là nó bám chưa chặt thì nó xảy ra hiện tượng rung, không phải hiện tượng là bị giật các bạn. Mà các bạn thốc ga càng lớn cái tua càng cao thì ba cái bố này nè sẽ nó bắt mạnh vô, cũng như lực thắng của lò xo ha, nó sẽ bám chặt vào, thì nó đó là bấy nhiêu đó các bạn. Nói về hiện tượng mà rung nè, răng nè, bị sốc nè, sốc ga nhỏ hay là rung rằng ga lớn là chính xác do cái bộ con trước này. Còn nếu mình hiểu sâu xa hơn nữa đó các bạn, thì mình xin hẹn các bạn ở một cái video mà đến khi nào cái xe mình làm nồi lại, các bạn chính tay mình làm luôn á, làm lại ha, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ sâu xa thêm từng phần cho các bạn. Tại vì cái video này á, nói về cái bộ con nồi ly hợp mà nói đến hết đó các bạn, nói chắc cả khoảng độ khoảng cả chục clip mới hết nổi, tại vì nó nhiều cái chi tiết lắm để nói. Rồi ok, rồi đến một cái phần cái phần nồi sau, cái nồi phần nồi sau là cái phần mình nói đơn giản thôi các bạn, tách truyền động ha. Tách truyền động nghĩa như thế này đó các bạn, đèn bỏ lông đèn ra. Bây giờ mình cái phần này nè, phần này là tách truyền động nè. Khi mà những lá bố và lá sắt nó ép chặt với nhau ha, bởi những cái con lò xo này mình siết nó ép chặt lại để nó tạo thành một khối. Rồi cái đó là trạng thái hợp. Thì khi mà anh em vào số, nó sẽ có cái bộ phận cắt con ha, cắt con để nó tách cái lá bố và lá sắt này ra để cho nó trượt tự do. Khi các bạn vào số nó sẽ im mượt. Thì cái bộ phận nồi sau này thì mình nói đến một cái dấu hiệu mà anh em mình thường hay phát hiện, đó là hiện tượng vào số nó không mượt, không im, hay bị gợn, vô số nặng nhẹ là chính xác là do bộ nồi sau nha các bạn. Bộ nồi nè, bộ nồi sau là quyết định cái việc mà vào số nhẹ, nặng, im, mượt hay là không. Đó là chính xác là bộ nồi sau ha, đó là dấu hiệu. Thì cũng từ nguyên nhân là tùy theo cái độ hở, độ canh của những lá bố, lá sắt. Thì những cái lá bố, lá sắt này các bạn sau một thời gian sử dụng á, nó bị nó chai, nó mòn ha, nó bị chai mòn. Cũng như cái việc mà bám chặt của một khối này nó không còn nữa, cũng như là cái việc mà
cái độ mượt của nó không còn, hay là độ bám của nó không còn nữa, do đó là nó dẫn đến hiện tượng là cái xe mình nó sẽ bị ì ha, và chạy coi như là không còn, nói chung là không còn tăng tốc tốt nha các bạn. Đề ba yếu lại do nó tách chuyển động với nhau á, nó chậm rồi, bố nó chai rồi, nó bị trượt rồi, do đó là nó giảm cái phần mà tăng tốc các bạn. Còn một cái phần nữa liên quan nữa đến cái phần chuồng heo ha, bây giờ mình nói rõ khúc này để cho một số anh em vẫn đang quan tâm nè. Bây giờ cái bộ nồi trên góc cạnh này nè, nó một phần thôi nha các bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà vào số im mượn hay là không nè. Đây nè, cái bộ nồi RS nha các bạn, nó bị vọng vô đây nè, những cái lá bố nó sẽ bị vọng vô đây, nó làm ngắn như thế này, thì cái lúc mà tách ly hợp á, những cái lá bố lá sắt nó trượt ngay phần ngay chân cái gò chỗ này, nó bị dướng lại, thì hiển nhiên là số vào không mượt không êm ha. Rồi ok, bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ nói một cái phần nữa, mà cái phần này là cái phần nan giải nhất nè các bạn, anh em mà thường hay là thắc mắc quan tâm hỏi mình hoài liên tục nè. Đó là một cái phần nói về cái việc mà hú, cái việc cái hú bộ nồi nha các bạn. Thì bây giờ hú bộ nồi nó như thế này, hú bộ nồi chính phát ra tính chính từ là cái cặp nhông này ha. Khi nó không còn ăn khớp với nhau nữa, thì sau một thời gian sử dụng, những cái nhông này nè các bạn, nó bị mòn đi ha, nó bị mòn đi, và cái phần nhông sau này nó cũng bị mòn đi, do đó hai ông này chứ không khớp vào nhau nữa, do đó nó có hiện tượng là hú ha, nó khớp nhau như thế này nè các bạn ha. Thì trở lại một cái vấn đề nữa, cái việc hú á các bạn, thật sự mình xác định ở trên video này luôn, mình nói thẳng với các bạn luôn, đụng chạm anh em buồn chịu. Cái chuyện mà khắc phục cái chuyện hú thay nguyên cả bộ nồi mới cũng chưa chắc gì đảm bảo. Tại vì sao các bạn? Tại vì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Bây giờ mình sẽ nói về cái việc mà cái chất lượng gia công đồ bây giờ. Chất lượng gia công của những cái chất thép hay là cái độ sai số của nhà sản xuất bây giờ, hầu như mình nói thẳng, tiền nào của nấy các bạn, nó hơi bị tệ, do đó là dẫn đến cái hiện tượng vẫn hú bình thường, xe mới các bạn vẫn nghe hú o bình thường nha các bạn. Thì bây giờ làm sao cách khắc phục mà cái bộ nồi nó hú các bạn? Thì lúc trước mình có chia sẻ với các bạn một video rồi, mình đã nói cái việc mà hú nồi là cách mà khắc phục. Mình xác định một điều là không có đường khắc phục, chỉ là gọi là hên xui thôi các bạn. Thay bộ nồi mới nó vẫn hú bình thường, nguyên nhân do đâu? Ở trên video này mình xác định một việc, hồi trước mình đã tính đến một cái việc là nó bị lệch tâm của hai con nhông hú này nha các bạn. Thì vấn đề mà nói lệch tâm nữa, chắc có lẽ là sau này sẽ làm một cái video nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói thêm một cái phần nữa tiếp theo, đó là nói về cái hiện tượng về giọng nội sao. Thì hiện tượng giọng nội sao thì nó quyết định một cái yếu tố là chuyển động nó kém lại các bạn ha, chuyển động kém cũng như vào số không mượt không im, cũng như là cái phần yếu tố cái nữa là nó bị hú do đây nữa các bạn. Thì đây là cái bộ nồi hư nè, đây cho các bạn xem nè, đó gờ quá gờ luôn các bạn, do nó giọng dữ lắm ha, nó giặt, do đó nó giặt như vậy nó làm ngắn cái chỗ này luôn nè ha. Còn cái bộ nồi của em Hậu này là tới nè, cho các bạn nghe nè ha, các bạn thấy chưa, lắc bằng tay mà như thế này thì là do nguyên nhân là cái cao su giảm chắn bên trong này nè các bạn, nó bị hư rồi, nó bị lỏng rồi, do đó nó lắc như thế này là thua ha. Thì cái cách khắc phục của nồi sao các bạn, thì đem lại một số anh em gia công á, người ta tán mấy cái chốt là vết này ra nè, ta thay những cái cục cao su khác người ta tán lại cho nó chắc lại, cũng như nó định tâm lại, cũng như là việc cái phần mà cái độ gơ nó một tí xíu thôi các bạn, còn này quá rơ rồi, do đó nó giọng dữ lắm đó.
Thì đó là nãy giờ mình trình bày đơn giản cho một số bạn, một số anh em mà nhận biết để cách khắc phục xe thôi. Tại vì mình nhận biết để mình tranh thủ lại anh em thợ, để anh em thợ ta khắc phục. Còn ví dụ như cái bộ nồi của em Hậu này thì coi như là thua các bạn. Chỉ khắc phục lại gọi là tạm thời mà xài đỡ cho một số xe mà gọi là giống như xe cà tàng thôi. Chứ mà xe cưng, xe xế yêu thì chắc có lẽ thay bộ nguyên bộ, giống như em đã quyết định thay bộ là chính xác hợp lý các bạn. Vì mình kiểm tra cái bộ nồi này rồi, nó gơ cỡ này, đi tán là thật sự đi tán là thì xài là nó cũng không im, không ngon bằng cái nguyên bộ mới đó các bạn. Nó không chuẩn bằng. Đó, cho các bạn xem lần nữa nè. Phần chuông, phần chuông lúng cỡ này nè. Đó. Rồi ok các bạn. Thì lâu quá mình không có làm clip, thật sự bây giờ trình bày còn lúng túng, cũng muốn là trao đổi với các bạn nhiều dữ lắm, nhiều cái vấn đề lắm. Chắc có lẽ là hôm nay mình quay là một cái video để tạo một cái đà để làm video lại thôi các bạn, tại lâu quá mình không quay video clip, do đó cái nội dung mình nó còn cái kiểu như là nó vòng vo tam quắc các bạn, nó không đi thẳng một cái vấn đề nào mà chuyên sâu. Ví dụ như á, chắc có lẽ là mình sẽ hôm nào mình sẽ bắt nhịp là các bạn, mình sẽ nói về cái vấn đề là kỹ hơn một từng bộ phận thôi. Ví dụ như nói về nguyên cái bộ con trước này thôi, nó làm sao làm sao làm sao, rồi xử lý nó làm sao làm sao cho nó ok nhất, rồi hôm nào sẽ là nói về cái phần viên ở thằng sau này thôi, để cho làm sao làm sao cho nó ok hơn nha các bạn. Chứ bây giờ lâu quá không làm clip nó bị lung túng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là coi như là quay nói kiểu không được, nó lưu lót, mong một số bạn, một số anh em thông cảm ha. Rồi lâu quá không quay video nói chuyện cũng khô cổ khan cổ các bạn. Rồi ok các bạn, thì chắc có lẽ bây giờ nói tới phần cuối đi ha, phần cách khắc phục. Thì cách khắc phục nãy giờ thì các bạn cũng biết rồi, cái những cái dấu hiệu đó thì đối với cái việc mà rung rằng ha, hay bị sốc á, thì các bạn đem lại anh em thợ đi, người ta cơ khí, người ta gia công, người ta sẽ canh lại, cũng như cái phần trước nè, bộ con trước nè, người ta dớ cái chuông này cho bằng lại, cũng như là ta dán bố, ta canh cái độ hở cho chính xác, cũng như là thay những cái lò xo ba càng bên trong này nè ha, để cho cái lực nó ra đều tí lại thì nó sẽ hết rung hết rằng. Còn cái chuyện mà xử lý được hay là không là do anh em cơ khí thợ gia công họ canh nha các bạn, và về anh em thợ anh ráp nữa. Rồi ok, là xử lý như vậy. Còn đối với phần nồi sau thì ví dụ như đối với cái trường hợp xe này mà xài là tạm thời á, thì bắn mấy chút là vết này thay cao su nồi khác ha, rồi tán lại thì nó hết lắc. Rồi sau đó sẽ thay kiểm tra những cái lá bố này, lá bố nào mà chai cháy, tức là thay nguyên bộ cho chắc ăn các bạn, cũng như là cái phần lá sắt, lá thép có bị vên bị cong không thì thay luôn. Rồi canh lại cái độ con cho nó hợp lý. Rồi lò xo này nữa, lò xo này yếu thì thay hết bộ lò xo này luôn. Còn cái phần mà đối với cái đối với xe mà có cái lá bố lớn như thế này nè, cái cạnh này nè, thì cũng phải xử lý lại, lấy dũa hay gì đó làm cho nó phẳng cái này, để cái lá bố khi mà bị tách chuyển động á, nó chạy vô chạy ra nó mượt mà hơn, thì cái việc vào số nó xem hơn. Thì đó là cách khắc phục như vậy đó các bạn. Còn cái việc mà giá cả thì anh em có thể là anh em thợ mà để họ tư vấn nha các bạn. Đó, thì nguyên lý là xử lý là xử lý như vậy, rung rằng này kia sốc là do ông trước. Còn vô số không im không mượt này kia các thứ ha, thì bị giọng nữa thì do cái phần nội sao. Giọng là khi mà các bạn nó làm cái kinh như đó là giọng đó. Rồi hai thằng này hoàn chỉnh hoàn ưu thì hai thằng này khớp nhau thì nó sẽ chạy, sẽ bốc, sẽ mượt, nó tiết kiệm xăng hơn. Còn cái việc hú thì xác định với các bạn thua chắc cú 100%. Và ở đây mình khẳng định với các bạn luôn một cái việc này. Hầu như bây giờ những cái dòng xe mà gọi con mà tự động á các bạn, hầu như nhà sản xuất là kể cả có một sự tư vấn của một số anh em thợ luôn, hầu như bây giờ ít có ai xài xe gọi là con ly hợp lắm rồi, tức là ít muốn sử dụng xe phổ thông. Tại vì nói thật sự một điều á,
cái bộ cô nồi tự động này nó khó xử lý gấp mư lần cái bộ côn của xe côn tay. Mình nói như là một số bạn, một số anh em mà hiểu về xe là chắc chắn sẽ hiểu cái ý mình. Muốn xử lý một cái bộ nồi côn tự động cũng như là cái bộ ly hợp này mà hợp tình hợp lý, chạy bốc mượt im vô số, không gào không hú các thứ các kiểu ha, khó dữ lắm chứ không phải chuyện giỡn nữa các bạn. Cái này là theo kinh nghiệm dày dặn của anh em thợ thôi. Và bây giờ anh em thầy thợ bây giờ nó thật sự một điều là thua luôn với cái bộ nồi như thế này. Thua là thua một phần, canh thì anh em canh được đó, nhưng mà có cái đôi phần là cái chất liệu gia công đồ bây giờ là canh thua, canh không nổi. Canh cũng được đó nhưng mà chạy thời gian cũng phải làm lại thôi các bạn. Mà hầu như đại đa số bây giờ đồ mà xe máy các bạn hầu như là nhà sản xuất đã tính toán cái việc là thương mại quá rồi các bạn. Tức là có nghĩa là xài một thời gian 2-3 năm thì thấy đuối sức thì chơi nguyên bộ mớ luôn chứ không có làm gia công lại. Họ đã tính về cái việc mà chất liệu mà sắt thép bây giờ thì cầm cái chuông này nha các bạn. Không phải nói mình nói nhẹ như lông hồng. Nó nhẹ lắm. Chứ không phải như cái bộ mà bộ côn nồi hồi xưa, như là xe chất lượng hồi xưa, như là quay thái này kia đâu, hay là rim của mình này kia đâu. Đồ chắc thép này kia ok lắm. Còn cái này mình đem để ngoài nó, bây giờ xét cái tân luôn. Để có mấy hôm chứ nhiều các bạn. Rồi chắc có lẽ là bữa nay video ngày hôm nay là mình tạo với cái đà lại để quay clip chia sẻ các bạn thôi. Thì rất mong được sự thông cảm của một số bạn, một số anh em sau khi xem cái video clip này đóng góp cho mình thêm nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ trở lại chia sẻ với một số anh em chăm sóc xe tiếp tục ha, cũng như là sẽ thiết kế là nội dung cho nó ngắn gọn lại, rồi nó đi sâu hơn đôi phần tí ha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, tất cả anh em đã xem cái video này, và cuối là rất mong được sự đồng hành cũng như ủng hộ của các bạn về việc hiện tại mình đang kinh doanh dòng nhất Volvo Special nhập khẩu của Đức dành cho xe số, xe tay ga, xe côn tay. Và kể cả là mình cũng có nhận hộ mua một số sản phẩm phụ tùng để thay thế cho một số bạn, một số anh em là khách hàng nhất bên mình. Nếu một số bạn, một số anh em có nhu cầu thì liên hệ đến số điện thoại của mình là 0868 093309 và kết bạn Zalo với mình. Rồi ok các bạn, thân ái kính chào các bạn.